Chào mừng các anh chị trở lại với đầu tư chứng khoán từ tiền nhàn rỗi với Phạm, nơi chia sẻ những kiến thức, những giá trị đầu tư chứng khoán bền vững. Hy vọng những chia sẻ ngắn gọn hàng ngày của em sẽ giúp cho các anh chị chúng ta đầu tư chứng khoán ngày càng hiệu quả hơn và tự tin hơn. Thưa các anh chị, có một điều thú vị là các anh chị nhà đầu tư mới tham gia thị trường chứng khoán, khi lên các cái diễn đàn, các cái group đầu tư chứng khoán, thường nghe các anh chị nhà đầu tư cũ nói với nhau rằng tối nay thức đêm canh Dow Jones, Dow Jones tăng mạnh kìa, mua thôi, Dow Jones giảm mạnh rồi, bán thôi. Cho nên chủ đề em muốn chia sẻ với các anh chị ngày hôm nay đó chính là chỉ số Dow Jones là gì. Qua cái video này các anh chị sẽ biết được Dow Jones là gì và tại sao nhà đầu tư lại quan tâm đến nó như vậy. Đầu tiên em mời các anh chị đến với Sở Giao dịch Chứng khoán New York. Sở Giao dịch Chứng khoán New York trong tiếng Anh là New York Stock Exchange các anh chị, tên viết tắt là NYSE, hay mình đọc là NYSE cho dễ các anh chị. Có biệt danh là Hội đồng lớn Big Board, trụ sở tại 11 phố Wall, Lower Manhattan, thành phố New York, tiểu bang New York. Được thành lập vào năm 1792 và là sàn giao dịch lớn nhất trên thế giới các anh chị về cái kim ngạch thương mại và vốn hóa. Sở Giao dịch Chứng khoán New York có vốn hóa thị trường là khoảng 30.000 tỷ USD các anh chị, với giá trị giao dịch hàng ngày lên đến cả nghìn tỷ USD. Để biết lớn như thế nào, các anh chị chỉ cần so sánh với cái GDP của Việt Nam chúng ta thôi. GDP Việt Nam chúng ta nguyên năm 2019 là chỉ có khoảng 260 tỷ USD thôi, mà cái vốn hóa của thị trường chứng khoán New York lên tới 30.000 tỷ và cái giá trị giao dịch hàng ngày nó lên tới cả nghìn tỷ USD các anh chị. Để chúng ta biết được là cái sàn này nó lớn như thế nào. Điều kiện niêm yết ở Sở Giao dịch Chứng khoán New York cũng rất khắt khe các anh chị. Trong số các cái chỉ số thì NYSE cũng có các cái chỉ số lớn nhất trên thế giới các anh chị. Chẳng hạn như nè, chỉ số NYSE US 100, SP 500, NYSE Composite, Dow Jones Industrial Average. Các anh chị để ý kỹ giùm em cái chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones này và cái chỉ số SP 500 nha. Hai cái chỉ số này quan trọng. Ba cái chỉ số chứng khoán của Mỹ rất nổi tiếng đó là Dow Jones, SP 500 và Nasdaq. Trên thị trường chứng khoán Mỹ có tới hơn 5.000 cái chỉ số chứng khoán do các cái công ty tài chính, quỹ đầu tư thiết lập với những cái cấu thành và cách tính khác nhau các anh chị. Nhưng trên toàn cầu khi nhắc đến chỉ số chứng khoán Mỹ, người ta sẽ nghĩ ngay tới ba chỉ số đó là Dow Jones, SP 500 và Nasdaq. Vậy ba cái chỉ số này là gì? Em mời các anh chị đến với slide tiếp theo. Đầu tiên là chỉ số Dow Jones, là chỉ số có vai trò như một thước đo cho toàn bộ thị trường tài chính của Mỹ. Bởi vì Dow Jones bao gồm ba chỉ số thuộc ba nhóm ngành khác nhau các anh chị. Công nghiệp, Dow Jones Industrial Average, vận tải, Dow Jones Transportation Average, và dịch vụ, Dow Jones Utilities Average. Chỉ số Dow Jones mà nhà đầu tư chứng khoán Việt Nam hay sử dụng và nhắc đến đó là chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones các anh chị, Dow Jones Industrial Average hay gọi là Dow Jones Index các anh chị. Chỉ số được cấu thành từ 30 công ty vốn hóa lớn nhất và có ảnh hưởng nhất ở Hoa Kỳ. Dow Jones đại diện cho khoảng 1/4 giá trị của toàn bộ thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, các anh chị lưu ý giùm em nha. Em ví dụ như là cái vốn hóa của thị trường chứng khoán Hoa Kỳ khoảng cỡ 40.000 tỷ USD thì Dow Jones là chiếm 1/4, là khoảng 10.000 tỷ USD các anh chị. Sự biến động của chỉ số Dow Jones thể hiện những cái thay đổi trong kỳ vọng của nhà đầu tư về cái thu nhập và rủi ro của các công ty lớn có trong chỉ số. Tóm lại, chỉ số Dow Jones được biết đến với danh sách các công ty blue chip tốt nhất thị trường Hoa Kỳ, với sự uy tín, tăng trưởng doanh thu lợi nhuận tốt, chi trả cổ tức đều đặn, nhất quán. Đây là cái biểu đồ của Dow Jones Index các anh chị. Nhìn chung cái xu hướng của Dow Jones Index là tăng, tăng từ 1.600 lên khoảng cỡ 28.000 các anh chị, tính ra tăng cũng gần gấp đôi rồi. Các cái chỉ số lớn như là Dow Jones này các anh chị, về dài hạn là chỉ có phá đỉnh thôi các anh chị. Để biết tại sao những cái chỉ số như thế này mà về dài hạn chỉ có tăng thôi thì các anh chị hãy xem lại cái video ETF là gì của em.
em có nói rõ tại sao những cái chỉ số này là về dài hạn là chỉ có tăng thôi. Bởi vì các cái doanh nghiệp ở trong này là cái quy mô doanh thu lợi nhuận nó ngày càng tăng trưởng các anh chị, và những cái doanh nghiệp mà kinh doanh tệ hại đi sẽ được thay thế bởi những cái doanh nghiệp mà kinh doanh tăng trưởng tốt hơn các anh chị, quy mô thị trường cũng ngày càng lớn hơn. Đó chính là lý do vì sao về dài hạn các cái chỉ số này cứ tăng thôi. Tiếp theo em mời các anh chị đến với cái chỉ số SP500. Chỉ số SP500 là gì? Chỉ số SP500 tức là cái chỉ số Standard & Poor 500 các anh chị, là chỉ số được cấu thành từ 500 công ty hàng đầu của thị trường chứng khoán Mỹ. Các yếu tố để được lựa chọn công ty hàng đầu cho chỉ số là dựa vào thứ nhất vốn hóa, tiếp theo là tính thanh khoản, số lượng cổ phiếu thả nổi free float các anh chị, lĩnh vực, ngành, khả năng tài chính và lịch sử giao dịch. Các công ty cấu thành nên chỉ số SP500 chiếm 80% tổng giá trị vốn hóa của thị trường chứng khoán Hoa Kỳ các anh chị. Nhìn chung, chỉ số SP500 cho thấy xu hướng chung của sự biến động thị trường chứng khoán Mỹ, thì nó chiếm tới 80% tổng giá trị vốn hóa mà các anh chị. Đây là cái biểu đồ SP500 từ năm 2016 tới nay, thì các anh chị xem là tăng cũng gần gấp đôi luôn các anh chị. Rất tốt. Nasdaq, chỉ số Nasdaq là cái chỉ số tổng hợp, là một chỉ số trọng số vốn hóa thị trường của tất cả các cổ phiếu được giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq. Cái sàn này là nó tồn tại song song với cái sàn chứng khoán New York này các anh chị. Chỉ số này bao gồm cả những công ty không có trụ sở tại Hoa Kỳ. Chỉ số này còn được biết đến là chỉ số đầu cơ, bao gồm chủ yếu các cái công ty trong lĩnh vực công nghệ các anh chị. Do đó, sự biến động của chỉ số Nasdaq cho thấy hiệu suất của ngành công nghệ cũng như là thái độ của các nhà đầu tư đối với các cổ phiếu đầu cơ. Nói chung là cái khẩu vị ưa thích của cái sàn Nasdaq này là các cái doanh nghiệp mà tăng trưởng nhanh các anh chị. Còn cái khẩu vị của cái sàn NYSE là những cái công ty mà nó có thương hiệu uy tín lâu đời. Đây là cái biểu đồ của cái chỉ số Nasdaq các anh chị xem, tăng rất khủng khiếp từ năm 2016 là tới thời điểm hiện tại là tăng gấp 4 lần rồi. Tăng gấp 3 lần rồi. Trong khi cái chỉ số Nasdaq và cái chỉ số Dow Jones nó chỉ tăng gần gấp đôi thôi. Mà cái chỉ số Nasdaq thì tăng tới gấp 3 lần các anh chị. Nên các anh chị thấy đó là các cái cổ phiếu trong cái sàn Nasdaq này nó mang tính đầu cơ rất cao, những cái cổ phiếu công nghệ thì nó tăng trưởng nóng lắm các anh chị. Apple nè, Microsoft nè, Amazon, Facebook, đó, toàn là những doanh nghiệp, Tesla nữa các anh chị, toàn là những doanh nghiệp mà hả tăng trưởng kinh khủng, giá cổ phiếu cũng tăng khủng khiếp luôn các anh chị. Đây là các cái trọng số ha, trong trọng số cổ phiếu và các cái nhóm cổ phiếu trong các cái chỉ số các anh chị xem là Dow Jones nè, 10 cái cổ phiếu lớn nhất thì chiếm tới 54% cái rổ. Còn cái chỉ số Nasdaq thì 10 cổ phiếu của những doanh nghiệp lớn nhất chiếm tới 56% các anh chị trong rổ luôn. Còn các anh chị xem cái rổ SP500 thì cái chỉ số SP500 thì cái nhóm công nghệ chiếm tới 26%, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cái rổ này luôn các anh chị. Chúng ta đang sống trong cái thời đại công nghệ thông tin cho nên các cái doanh nghiệp công nghệ nó chiếm một cái vị trí rất lớn trong nền kinh tế các anh chị. Apple, Microsoft, Facebook, Amazon, Alphabet, Google vân vân các anh chị. Vì sao nhà đầu tư chứng khoán Việt Nam theo dõi Dow Jones? Như đã trình bày ở trên thì Dow Jones tập trung vào 30 công ty có vốn hóa lớn nhất trên sàn chứng khoán Mỹ, cho nên khi nhìn vào Dow Jones thì nhà đầu tư sẽ biết được một cách tương đối cái xu hướng và diễn biến tâm lý chung của thị trường tài chính Mỹ các anh chị. Mà thị trường tài chính Mỹ là thị trường tài chính lớn nhất trên thế giới các anh chị. Nền kinh tế Mỹ là nền kinh tế lớn nhất trên thế giới. Cho nên những nhà đầu tư ở những nước đang phát triển như Việt Nam chúng ta sẽ nhìn vào cái thị trường chứng khoán Mỹ để làm kim chỉ nam, định hướng cho những cái quyết định trong giao dịch của mình. Bây giờ nền kinh tế Việt Nam chúng ta hội nhập rất sâu, rất rộng vào nền kinh tế toàn cầu các anh chị.
mà đặc biệt là nền kinh tế Mỹ. Mỹ hiện tại là cái thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Cho nên chỉ cần cái thị trường tài chính Mỹ, nền kinh tế Mỹ mà nó hắt hơi một cái thôi, coi như là nền kinh tế, thị trường tài chính toàn cầu coi như là cảm cúm luôn các anh chị. Tuy nhiên, do chỉ tập trung vào các công ty có vốn hóa lớn nên Dow Jones thiếu đi tính đa dạng các anh chị, nên chỉ số này không phản ánh chính xác cái hiệu suất các cái khu vực quan trọng khác của thị trường Mỹ và toàn cầu. Chính vì thế, khi sử dụng Dow Jones là cơ sở tham chiếu cho giao dịch thì các anh chị nhà đầu tư cần lưu ý đến cái nhược điểm này để có thể tăng hiệu quả trong giao dịch của mình nhé. Em kết luận cho cái video hôm nay như sau: nhà đầu tư ngắn hạn theo dõi Dow Jones để phát hiện những cái tín hiệu đảo chiều của thị trường, tối ưu hóa hiệu quả đầu tư, giảm thiểu rủi ro thấp nhất trong quá trình giao dịch. Nhà đầu tư dài hạn thì không cần quan tâm nhiều đến những cái biến động ngắn hạn của Dow Jones các anh chị, khi đã tuyển lựa được những cái doanh nghiệp chất lượng cao, những cái doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh bền vững, hoạt động kinh doanh xuất sắc, doanh thu lợi nhuận tăng trưởng tốt đều đặn nhiều năm liên tục, tài chính lành mạnh, cổ tức cao để đồng hành. Em ví dụ như các doanh nghiệp như FPT, Hòa Phát, ACB, RE. Đây là những doanh nghiệp mà giúp cổ đông giàu có trong dài hạn các anh chị. Các anh chị xem cổ phiếu FPT đã mang lại cái mức lợi nhuận 500% trong 10 năm qua. Giá cổ phiếu FPT đã tăng từ 10 lên 50.000 đồng một cổ phiếu, và mỗi năm cổ đông của FPT bỏ túi 50% lợi nhuận và 1 tỷ đầu tư, lãi mỗi năm 500 triệu các anh chị, rất tuyệt vời. Cổ phiếu Hòa Phát thì còn hơn thế nữa. Trong 10 năm qua, cổ đông Hòa Phát bỏ túi 620% lợi nhuận. Giá cổ phiếu Hòa Phát tăng từ 4 lên 25.000 đồng mỗi năm. Nhà đầu tư cổ đông Hòa Phát bỏ túi 62% lợi nhuận các anh chị, 1 tỷ mỗi năm bỏ túi 620 triệu. Tương tự là cổ phiếu RE, nhà đầu tư cổ đông của RE cũng bỏ túi 500% lợi nhuận 10 năm qua các anh chị, trung bình mỗi năm là cổ đông RE lãi 50%, 1 tỷ mỗi năm bỏ túi 500 triệu. Giá cổ phiếu RE tăng từ 8 đến 40.000 các anh chị trong 10 năm qua. Rất tuyệt vời, đây đều là những cái doanh nghiệp sở hữu cái lợi thế cạnh tranh rất lớn trong kinh doanh các anh chị. Cho nên khi đầu tư chứng khoán, các anh chị hãy lựa doanh nghiệp thật kỹ. Khi các anh chị đã lựa đúng doanh nghiệp rồi thì việc đầu tư các anh chị sẽ cực kỳ hiệu quả. Việc đầu tư của các anh chị sẽ cực kỳ nhàn, rất khỏe các anh chị. Để được tư vấn xây dựng danh mục đầu tư an toàn, hiệu quả cũng như để được hỗ trợ trong quá trình đầu tư tốt hơn, đối với các anh chị nhà đầu tư mà chúng ta không có nhiều thời gian theo dõi thị trường, quá đau đầu với thị trường và muốn ủy thác tài sản cho nhà tư vấn giỏi, giàu kinh nghiệm, thận trọng đầu tư giúp, thì các anh chị hãy liên hệ với em Thiên Ý 070-365-7899 để em hỗ trợ các anh chị mở tài khoản tại FPTS, để em có thể hỗ trợ cho các anh chị trong quá trình đầu tư được thuận lợi hơn. Việc mở tài khoản tại FPTS thì hoàn toàn miễn phí các anh chị. Các anh chị chỉ cần chụp hình hai mặt chứng minh nhân dân, cộng email, cộng số điện thoại, cộng địa chỉ đang ở, gửi qua Zalo cho em số 070-365-7899 là em hỗ trợ cho các anh chị chúng ta mở tài khoản tại FPTS thôi. Em sẽ là người trực tiếp giới thiệu cái danh mục cổ phiếu chất lượng cao cũng như là tư vấn cái điểm mua điểm bán của từng cổ phiếu cho các anh chị, trao đổi với các anh chị về các cái thông tin về các cái doanh nghiệp mà các anh chị quan tâm. Về cái phí giao dịch thì phí giao dịch tại FPTS chỉ có từ 0,08% đến 0,15% giá trị giao dịch thôi các anh chị. Đây là cái mức phí thấp nhất trong top 10 công ty chứng khoán có thị phần hàng đầu Việt Nam, rất tiết kiệm cho các anh chị nhà đầu tư. Để không bỏ lỡ những cái video tiếp theo, các anh chị hãy nhấn vào nút subscribe, nút đăng ký phía bên dưới bên phải màn hình này các anh chị, và bấm vào nút chuông để khi em ra video mới thì các anh chị sẽ biết được và theo dõi. Hãy like, comment và share để ủng hộ kênh, giúp kênh ra nhiều video chất lượng hơn, hỗ trợ cho các anh chị trong quá trình đầu tư, giúp chúng ta tạo ra một cái cộng đồng nhà đầu tư chứng khoán ngày càng hiệu quả hơn và bền vững hơn. Em xin chân thành cảm ơn các anh chị đã lắng nghe và hẹn gặp lại các anh chị ở các video sau.